Hôm nay thứ tư, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Hôm nay mình được với nhân cho một mớ oyster, con hào đó. Bây giờ là mình sẽ khui nó ra, ướp lạnh và tối nay lai rai vài ve. Bắt đầu nha. Nè, bự không? Lấy con dao, quên. Lấy chân ra. Con nhá. Cứng dễ sợ. Cứng mà cố luôn vậy. Anh
về kêu luôn. Quấn vô tay một cái là đủ chảy máu đó. Ngon lại nè. Cái này là mình được hưởng xoáy mà. Ok. Ừ ra. Bự luôn á. Mấy con rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con rồi đó. À, đúng dễ sợ luôn. Đúng dễ kêu. Hung khối con oyster mà đủ đau lưng á, biết sao rồi.
cầu luôn. Những con oyster này là được gia đình đi bắt ở Galveston nha. Phải là dân cừu cừu, dân xịn mới đi bắt được á. Tại vì cái này bắt ra biển Galveston nhưng mà trong khu vực của dân cư, người ta phải cho mình vô mình mới vô được. Mà đi bắt là như đi mấy người thôi, đi nhiều quá họ không cho vô. Đau lưng quá. Bốn con nữa quý vị. Đau lưng quá. Ăn con này là tối ngủ khỏi đội nón rồi. Chết. Con cuối cùng dẻo vậy, cái chân ra cho nó vô đây, ướp đá vô nha. Xong rồi.